Người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden không muốn bất đồng với Nga về Ukraine gây ra một cuộc chiến tranh toàn cầu. Ông đưa ra tuyên bố này vài ngày sau khi Nhà Trắng xác nhận chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cấp phép cho Kiev sử dụng hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Ukraine đã yêu cầu nới lỏng các hạn chế sử dụng vũ khí nước ngoài sau khi quân đội Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở vùng Kharkov phía đông Ukraine trong tháng trước và đã chiếm được một số ngôi làng dọc biên giới. Nói với tờ ABC News vào ngày 2 tháng 6, ông John Kirby cho biết Chúng tôi lo ngại về sự leo thang kể từ khi bắt đầu cuộc chiến này. Tổng thống đã nói rằng ông ấy không muốn chịu trách nhiệm về việc khơi mào chiến tranh thế giới thứ ba. Chúng tôi không mong muốn xảy ra xung đột với Nga, một cường quốc hạt nhân khác. Ông John Kirby cho hay Tổng thống Biden hiểu rõ về việc phê chuẩn cho Kiev sử dụng vũ khí Mỹ vì mục đích phản công. Ông nhắc lại rằng người Ukraine chỉ được phép tấn công các căn cứ quân sự vị trí pháo binh và các địa điểm quân sự khác mà người Nga đang sử dụng để tạo nên một dạng vùng đệm. Nhà Trắng trước đó đã làm rõ rằng lệnh cấm sử dụng tên lửa ATACMS hay các đòn tấn công tầm xa vào sâu lãnh thổ của nước Nga vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, Nga nói rằng Kiev đã sử dụng ATACMS và các loại vũ khí tầm xa khác để tấn công các mục tiêu ở Crimea, Donbass và các khu vực Zaporozhye và Kherson. Kiev và các bên ủng hộ phương Tây coi các vùng lãnh thổ mà Nga sáp nhập gần đây là lãnh thổ của Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng mục tiêu của chiến dịch ở vùng Kharkov là ngăn chặn các vụ pháo kích và tấn công tên lửa mà Ukraine thường xuyên thực hiện nhắm vào Belgorod và các thành phố khác của Nga. Moscow không có kế hoạch chiếm thành phố Kharkov. Ông Putin phát biểu trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng trước. Moscow đã liên tục cảnh báo rằng việc phương Tây chuyển vũ khí hạng nặng cho Ukraine không thể ngăn chặn lực lượng Nga Tuy nhiên, Nga nhấn mạnh rằng viện trợ quân sự cho Kiev sẽ dẫn tới sự leo thang nguy hiểm. Trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucson Carson vào tháng 2 năm 2024, ông Putin nói rằng sẽ là điều không thể tưởng tượng được khi ai đó kéo cả thế giới vào một cuộc chiến tranh mới trên phạm vi toàn cầu. Ông Putin nói một cuộc chiến tranh toàn cầu sẽ đặt toàn bộ nhân loại bên bờ vực sinh tồn. Ukraine gần đây liên tục kêu gọi các đồng minh cho phép Kiev sử dụng vũ khí được phương Tây viện trợ để tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga trong bối cảnh cục diện chiến sự đang thay đổi nhanh chóng và không tích cực đối với Kiev. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, việc tập kích mục tiêu trong lãnh thổ Nga chỉ mang tính phòng thủ. Trong những tháng qua, các nước phương Tây liên tục tranh cãi về vấn đề này khi một số lo ngại leo thang căng thẳng với Nga đều có thể dẫn đến xung đột trực tiếp giữa NATO với Moscow, thậm chí là chiến tranh hạt nhân. Nhưng chiến dịch tấn công Kharkov của Nga dường như đã thay đổi tình thế nhận thấy sự bất lợi của Ukraine khi Nga tập trung quân bên kia biên giới để tấn công mà Kiev không thể làm gì. Phương Tây dần nới vòng kim cô. Giới chức Mỹ ngày 30 tháng 5 xác nhận, Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ cung cấp cho mục đích phản công ở Kharkov. Chính phủ Đức ngày 31 tháng 5 có động thái tương tự. Tổng thống Zelensky nói, Ukraine đã nhận thông điệp từ phía Mỹ vào sáng sớm ngày 31 tháng 5 và mô tả đây là bước tiến đáng kể trong nỗ lực bảo vệ người dân tại khu vực gần biên giới với Nga. Ông không nêu chi tiết thông điệp của Washington. Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia, tức Hạ viện Nga, Andrei Katapolov, cùng ngay cảnh báo Moscow sẽ triển khai biện pháp bất đối xứng đáp trả quyết định của Mỹ, nhưng không nêu cụ thể. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, lãnh đạo chính phủ và quân đội Nga đang thảo luận các biện pháp đối phó phù hợp. Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo NATO phải nhận thức được họ đang đùa giỡn với điều gì. Theo ông chủ điện Kremlin, dù Ukraine là bên khai hỏa, trách nhiệm sẽ vẫn thuộc về các nhà cung cấp vũ khí phương Tây. Ông nói họ muốn một cuộc xung đột toàn cầu ư. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 31 tháng 5 hạ thấp lời đe dọa leo thang của Nga, cho rằng đây chỉ là nỗ lực của Moscow nhằm ngăn các thành viên NATO cung cấp vũ khí để Ukraine tự vệ. Hồi đầu tháng 5, Nga đã dọa tập kích nhắm vào các cơ sở và thiết bị quân sự của Anh ở Ukraine cũng như khu vực khác nếu Kiev sử dụng vũ khí của London để tập kích lãnh thổ Nga cảnh báo được đưa ra sau khi ngoại trưởng anh david cameron ám chỉ london nên bật đèn xanh cho kiev nga cũng có thể áp dụng cả biện pháp đáp trả này đối với vũ khí mỹ ukraine từ lâu đã tập kích sâu trong lãnh thổ nga bằng vũ khí do nước này tự sản xuất chủ yếu là uav nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của moscow tuy nhiên nguồn lực của ukraine có hạn và việc sử dụng vũ khí phương tây có thể giúp kiev tăng nhịp độ tập kích từ đó hạn chế moscow phát động các đợt tấn công Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo Nga sẽ đáp trả tương xứng nếu Ukraine tập kích vào hạ tầng dân sự. Bà cho biết an ninh Nga sẽ được đảm bảo như Tổng thống Putin đã nói bằng cách thiết lập vùng đệm ở Ukraine. Vào giữa tháng 3 năm 2024, ông Putin cho rằng Moscow sẽ phải tái cân nhắc thiết lập vùng đệm ở Ukraine nếu phương Tây cho phép Kiev dùng vũ khí tầm xa tập kích lãnh thổ Nga. Cụ thể, theo nghị sĩ Duma quốc gia Viktor Vodolasky, Phạm vi vùng đệm còn tùy hành động của phương Tây. Nếu họ gửi cho Ukraine vũ khí có tầm bắn từ 200 tới 300 km hoặc 500 km, một vùng đệm rộng 500 km sẽ được thiết lập. Ông Vodolasky lưu ý khoảng cách giữa Kiev và Lugansk, một trong bốn vùng Nga sáp nhập lãnh thổ, là 482 km. Do đó, thủ đô của Ukraine sẽ nằm trong vùng đệm. Nhưng điều đáng lo ngại hơn là thông điệp về đòn đáp trả hạt nhân được Nga liên tục đưa ra gần đây. Thành viên cấp cao của Hội đồng Chính sách Đối ngoại và Quốc phòng, Viện nghiên cứu có trụ sở ở Moscow, Dmitry Suslov thường xuyên đề xuất chính sách cho Điện Kremlin, gần đây gợi ý Nga thực hiện một vụ thử hạt nhân để thể hiện tính nghiêm túc và cho các đối thủ thấy Nga sẵn sàng leo thang. Theo ông Suslov, hiệu ứng chính trị và tâm lý từ hình ảnh một đám mây hình nấm trên các kênh truyền thông thế giới sẽ nhắc nhở giới chính trị gia phương Tây về điều đã giúp ngăn chặn xảy ra chiến tranh giữa các cường quốc từ năm 1945, đó là nỗi sợ về một cuộc chiến tranh hạt nhân. Điện Kremlin chưa bình luận gì về đề xuất từ ông Suslov, khẳng định chính sách hạt nhân của nước này không thay đổi. Tuy nhiên, Nga cũng đã thể hiện sự phẫn nộ trước điều mà họ cho là những động thái ngày càng hung hăng từ phương Tây liên quan đến việc vũ trang cho Kiev bằng cách tổ chức diễn tập với vũ khí hạt nhân chiến thuật cỡ nhỏ gần biên giới Ukraine. Nga, quốc gia sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, cảnh báo sẽ coi việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây tập kích lãnh thổ nước này là leo thang nghiêm trọng có thể vượt lần danh đỏ với Moscow. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev ngày 31 tháng 5 cho hay, Nga coi tất cả các vũ khí tầm xa mà Ukraine sử dụng đều được quân nhân các nước NATO trực tiếp kiểm soát. Ông Medvedev nói cụ thể, đây không phải là hỗ trợ quân sự mà là trực tiếp tham gia vào cuộc chiến chống lại chúng tôi. Đó có thể là hành động khai chiến. Ông Medvedev nhấn mạnh, phương Tây sẽ phạm sai lầm chết người khi nghĩ rằng Nga không sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật nhắm vào Ukraine Ông cũng nói về khả năng tấn công các quốc gia thù địch bằng vũ khí hạt nhân chiến lược, song không nêu cụ thể là những nước nào. Ông phát biểu: "Đây không phải là hăm dọa hay nói đùa, xung đột quân sự hiện nay với phương Tây đang diễn ra theo kịch bản tồi tệ nhất có thể." Tổng biên tập tạp chí Quốc phòng Nga, nhà phân tích quân sự Igor Krotochenko cảnh báo: "Nguy cơ khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 sẽ tái diễn, khi đó Liên Xô đáp trả việc Mỹ triển khai tên lửa Jupiter có khả năng mang đầu đạn hạt nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách đưa tên lửa đạn đạo tới Cuba gây ra cuộc đối đầu đẩy thế giới sát nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Để tháo gỡ ngòi nổ, Tổng thống Mỹ khi đó là John Kennedy đồng ý loại bỏ tất cả tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ và lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev làm điều tương tự ở Cuba. Khủng hoảng hạ nhiệt, xong nó đã trở thành biểu tượng cho mối nguy hiểm của cuộc cạnh tranh siêu cường trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Ngày 29 tháng 5, trả lời hãng thông tấn TASS, ông Krotochenko nói, Phương Tây đang buộc chúng tôi phải đi theo hướng này để đảm bảo an ninh, Nga cần phải tăng cường chuẩn bị sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân và chỉnh sửa phần nào học thuyết hạt nhân của mình. Nếu điện Kremlin đáp trả bằng vũ khí hạt nhân chiến lược, Nga nguy cơ khiến phương Tây tham gia trực tiếp vào xung đột Ukraina. Nếu tiếp tục phốt lờ những đòn tập kích của Ukraina, hạ tầng dân sự và quân sự của Nga có thể bị thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, lãnh đạo chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế CSIS ở Washington Seth Jones cho rằng lo ngại về khả năng leo thang hạt nhân từ Nga đang bị thổi phồng. Ông nói chưa có đòn đáp trả nào từ Nga vào những quốc gia NATO như Anh khi Ukraine vài tuần qua dùng tên lửa do London cung cấp để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ. Và những cảnh báo leo thang của ông Putin kể từ khi chiến sự bùng phát đều chỉ là dọa xuông. Quý vị và các bạn vừa theo dõi nội dung trên tư liệu mở Unboxify. Xin cảm ơn vì đã ủng hộ.